Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và cũng rất lâu rồi mình chưa ra clip mới cho kênh cho mọi người xem ấy. Thì hôm nay là mình sẵn tiện là mình mới phát hiện ra một cây địa điểm, nói chung là cũng khá là đẹp đấy nha mọi người. Cây địa điểm này nó nằm trong trong núi sau nhà mình luôn nha mọi người. Thì nói chung là cùng mình thì hồi đó thì mình có chưa có bao giờ vô cái chỗ địa điểm này đâu nha mọi người. Thì vô tình mình có nghe thằng em mình nó giới thiệu á, cho nên là sẵn tiện hôm nay là mình với thằng em mình đi vào và lấy măng, rồi sẵn tiện là quay cái cảnh đẹp và cái thác nước đó cho mọi người xem nha mọi người. Đấy, thì hồi sáng giờ thì mình với thằng em mình cũng đã lấy măng xong rồi nha. Và bây giờ thì mấy thằng bạn mình đã chuẩn bị ra còn vào ấy, vào để vô trong này chơi luôn. Mình quay, nếu mà trong lúc mà mình đi lên đó thì có cái gì đẹp thì mình quay cho mọi người xem nha. Mọi người hãy đón xem clip của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đứng đây và chờ mấy thằng bạn mình đưa đầu vào. Tại buổi sáng thì mình với thằng em mình là đi rất là sớm nha mọi người, đi vào sớm để lấy măng ấy. Chứ còn đi chơi quá thì người ta đi trước, người ta lấy hết măng rồi. Mình cũng lúc này thì mình cũng quên quay mấy cái cảnh mình lấy măng cho mọi người xem luôn. Thì cái cảnh còn cái cây thác nước thì nó cũng gần đó luôn đấy nha mọi người. Thì chút nữa thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ chờ mấy thằng bạn mình vào. Đấy mọi người thấy không? Hiện tại là mình đang còn đứng trong rừng đó nha mọi người. Tại mấy thằng bạn mình hồi sáng giờ nó chưa có vào được á, tại vì nó mắc ở nhà nó đi soạn đồ, soạn mồi mè để vô trong này làm một buổi tiệc nho nhỏ nha mọi người. Đó. Đó. Mọi người thấy không? Mình đang còn đứng ở trong này đây. Còn cái đường này là đường thằng bạn mình nó chuẩn bị vào nha mọi người. Đây cái đường này đây. Bởi vì mình đang còn chờ mấy thằng bạn đó. Trời chưa? Đó. Không biết là mọi người đã biết tới cái thác này chưa, chứ thật sự mình chưa có biết tới nha mọi người. Nhưng mà mấy thằng em mình nó đi vào rồi, nó biết rồi, nhưng mà nó nói là rất là đẹp nha mọi người. Đấy, tại vì là cái thác này hiện tại là rất là đang tự nhiên luôn, chưa có ai đụng tới, cho nên là nhìn cảnh rất là tự nhiên và đẹp nha mọi người. Đấy mọi người thấy không, nãy giờ mấy ông anh của mình đi lạc đường nha mọi người, mình phải ra tút tình ngoài 46 đón vô nha mọi người. Mọi người thấy không? Đó thấy không? chạy theo đường nữa là vô à? Đó mọi người thấy không? Sau một hồi vất vả thì anh em mình cũng đã vào tới đây rồi nha mọi người. Ở trong cái suối này nó nằm khúc thế này nha mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành đi lên trên đó nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Anh em mình tập trung rất là đông vui luôn. Xung quanh đây là rất là um tùm luôn. Đây mọi người thấy không? Cắt nước của mình nhảy vô rồi. Đi. Đi. Thằng ra. Ở đây Tân Hà mà. Ở đây Tân Hà rồi. Đi. Đi anh ơi. Bố còn cái thùng nữa phải không? Không, em đi. Đấy. Mọi người thấy không? Xung quanh này rất là đẹp nha. Trên đi cảnh nhìn tự nhiên đấy chứ hả? Để vô được trong cái khu này thì phải rất là khó khăn nha mọi người. Đấy, và đây là anh em mình đây. Vác rất là nhiều đồ vào luôn. Đấy, bây giờ mình quay cho mọi người xem này, khu này này. Đấy mọi người thấy không? Xung quanh đồi núi rất là hùng vị nha mọi người. Đây là núi nhọn nha. Còn nhà mình thì ở tỉnh tút ngoài chỗ cái thung lũng đầu kia nha mọi người. Đó mọi người có thể nghe tiếng nước chảy không? Đó mọi người thấy có nghe tiếng nước chảy không? Nước chảy nghe rất là đã tai nha mọi người. Hôm nay là vô mùa mưa thì nước rất là nhiều. Đấy. Tiền biểu bây giờ mình đang ở trên cao này.
ui. Ướng rồi, ướng rồi, ướng rồi. Ủa bên kia đó. Say nắng không? Ủa trong này là nghe nhạc có thể sướng hơn. Ở dưới này có mấy tảng đá này. Không có cái đường xuống xuống chỗ ta này, ông đi không có biết cái con đường nào dễ đi mà. Xuống xuống chắc xuống mấy chỗ cái to. Đó là thì à, tôi đi nhìn xuống rồi này. Sợ đứt dép chứ còn. Ngồi nước, ngồi nước đi. Đường xuống là tính là đủ mát xuống rồi chứ không nè. Sao vừa vừa xuống thế nào? Thủy hồ. Sâu không? Được á. Sâu người trước ạ. Chỗ này ớn đi. Ui, má mặt mặt quá. Ây. Rì nhậu, nhậu, nhậu mà chai đang về ta. Nhậu chai đang về đây. Mắc vòng nữa đâu phải đâu. Nhỏ đây đi, còn tắm chỗ nào thì tắm. Thằng Diễn đi lên kia rồi này. Lên tắm rồi chứ, xót cháy. Qua để lúc đó cũng được cả. Tuấn ơi, cầm đá lắm đấy Tuấn ơi. Có thằng đá y bài chưa? Liềm này, liềm búa này. Vơ trời, lùi lắm. Ngồi đây nghiêng nghiêng đi. Ngồi đây không? Ngồi đây nghiêng được không? Má thằng đá. Ngồi đây nghiêng nghiêng tài ơi. Không, chưa chưa, rất đủ không? Ngồi đây mẹ đi, ngồi đó đi, đừng có đi đâu nữa. Trên dài cũng nhớ người mà dùng. Thắm mẹ đi. Nóng quá. Giờ tối mới mưa, nước đục quá. Chứ thừa nước trong mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình cũng đã vào được tới cái thác này rồi nha mọi người. Mọi người thấy không? Xung quanh mình cá rồi rất là nhiều đó. Đó, đầu kia là mấy bạn đến tắm đầu kia nha mọi người. Tắm đầu kia. Đó, và giờ khúc cửa này. Thì chỗ này thì anh em mình bắt đầu là thiết kế mồi nhậu nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Đá nên rớt dừa trứng nằm đó là lại đó. Bây giờ anh em mình bắt đầu thiết kế mồi ăn tiệc nha mọi người. Đổ hết nước lên rồi. Đấy mọi người thấy không? Hấp dẫn chưa? Đó, đầu kia. Chỗ này hồi tối nước nó mới mưa nên là nước nó hơi vàng một tí nha. Còn nhưng mà đầu thác đầu kia là rất là trong nha mọi người. Chỗ nào không có mưa là rất là trong luôn, rồi tối mới mưa xong á. Đó mọi người thấy không? Đi lần là tiếp. Đi lần sửa đâu quay lại đâu còn có người. Nước làm được lắm không? Đủ mà tài nói câu mà anh em không hẳn được gì. Hàn vô có thấy đâu ngồi ghế ở đây. Mắc bơi luôn. Mắc bơi luôn em làm đang cho nó bơi chứ. Mình bắt được cái xấu đâu lên tay đó. Đủ mắt chặt hết chân rồi đó. Không, chân đều bụng, chân tung, tính đều bụng. Cái mỏ ra đi, muốn nới chân đẹp phải gửi mỏ ra đi. Phải gửi mỏ ra chứ. Đủ mắt, thả ra. Mấy chàng có coi cái clip mà con cá sấu mà bị bắn mỏ lại con nhỏ càng kìa. Bữa sau em đi sinh tồn sống lại chỗ đêm mà. Có còn về mén nào đâu. Có còn đâu. Về đâu. Giật rồi từ ái rồi, này ai chửi có còn đó. Đã đi giờ. Có còn về. Có còn cái gì, cái đầu kia. Chạy lên cái che, hai cái che rồi mới chở ra. Bố đi tuột quần nữa tài kinh nghiệm lâu năm mà. Đồ má tao sống vì sao 20 năm trong rừng đó. Tao má bạn núi luôn. Đây, đây, tao khúc cua này. Hả? Đây đây, đây, cái lấy cái cột này thấy không? Hút con dẻo này. Đó. Đây nhá, nhanh. Đây, cầm bên này, cột lại đi, nhanh đi. Kẹp hai cây luôn nè. Và kẹp lại nữa luôn nè. Cái này quay hồi này nó thấy đâu rồi.
lằn lộn vô. Còn hai chân nữa không thấy. Trường đâu kẹp cái bụng. Hai chân đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Sau lưng mình đây là một cái thác rất là đẹp nha mọi người. Và lúc trước thì nước mưa chảy rất là nhiều luôn. Hôm nay mình không biết, không hiểu được sao vậy. Bây giờ còn rất là ít nước. Nhưng mà mọi người thấy không? Nước chảy trên núi xuống nhà mọi người, trên kia trên núi cao luôn. Và cái thác này là hiện tại là chưa có ai gọi là đụng chạm đến hết nha mọi người. Cho nên là thành ra là xung cảnh xung quanh rất là hoang dã luôn. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Ở đây là núi nhọn nha mọi người. Núi nhọn là cách chỗ mình đi vào khoảng tầm cỡ hơn nửa tiếng là tới rồi nha mọi người. Nhưng mà chưa có ai biết hết. Hy vọng là mọi người nếu mà đã biết thì cái thác này rồi thì hãy ghé vào đây và trải nghiệm thử nha. Tại vì chỗ này rất là đẹp, mọi người thấy không? Đó. Mọi người thấy không? Thấy chưa? Đó, mọi người thấy không? Đây. Ở phía đằng đằng xa kia là có mấy ông anh mình đang còn chuẩn bị đồ nhậu, đồ ăn uống đầu kia nha mọi người. Còn đây là phút kỳ này, bốn mình lên đây bắt đầu là tắm và trải nghiệm nha mọi người. Do hôm qua thì trời nó mới mưa xong á, cho nên nước chảy trên nó chảy xuống, cho nên là nhìn nó hơi cũng được một xíu thôi, nhưng mà khá là mát nha mọi người, không có sao cả. Tại trên này người ta không làm gì hết á, cho nên là nước cũng đang là rất là tự nhiên nha. Đó, và bây giờ mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ xuống tắm mọi người.
xin chào mọi người, mình là Thánh Ăn nha. Đây, mình hôm nay ăn ăn các show cho các bạn coi nha. Cái này nhìn nó giống như khói lửa ghế ta. Lửa cây con ăn. Đây. Đây vị hơi bị ngon nha. Thịt cá sấu vào ăn. Đuôi đuôi. Anh cầm cái rau này các bạn ơi. Cầm cái rau này các bạn. Kèm với cái cây này các bạn ơi. Cây nó ngon các bạn ơi. Uống miếng bia nữa. Có thêm miếng nước chuối nữa. Uống miếng nước chuối vào này đó. Ngút đi. Ngút chẳng ngút. Rồi làm miếng bia cái này cho bài thôi. Đang làm miếng bia là ngon đó. Được. Ai đâu có xin mở bài nữa à? Cho bao nhiêu? 15, 30, 45. Rồi ok. 30, 45. Rồi uống đi. Nhưng mà có 30 phút làm không? Bài giống nhau rồi, 10 thôi. Thế luôn. Rồi, 10 luôn. Nhưng mà phải treo mồi thật ca nha. Ừ. Thấy chưa? Mồi lần như ta mới. Mồi lần rồi. Rồi, uống điếu uống được, đông điếu uống. Có đẩy da trong lưng. Đưa tay. Ờ, điếu hết rồi, đồ. Mẹ nó. Tay dừa anh con. Dạ thầy. Còn ghét anh em hả? Qua đây giờ không biết anh còn luôn không? Thấy chưa? Chưa tay uống nước suối hả? Má uống nước suối không? Trời ơi, tao đéo tin tưởng là bia rượu. Từ từ. Ai cho miệng uống đâu? Uống đi, uống đi. Không có tay mới dùng chút cùng cơm này, không ai nói tay mày. Sau một hồi anh em mình tắm rửa trong suối thì bây giờ chắc có lẽ là anh em mình bắt đầu về nha mọi người. Đó. Bây giờ có lẽ là mình chào tất cả mọi người. Bây giờ anh em mình bắt đầu là sẽ đi về nha. Bây giờ tắm cũng lâu nha mọi người. Ăn uống một cục no say rồi nha. Đó, bây giờ anh em mình bắt đầu đi về. Đây. Đấy. Rồi thì bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người trong một clip lần sau nha. Bye bye tất cả mọi người nha.